Tại Nhật Bản có một truyền thuyết cấm nhắc tới gần 20 năm, vụ án Samejima. Những ghi chép về vụ việc này thậm chí còn bị chính phủ xóa sổ, đến nỗi trên mạng rất khó để tìm được. Mỗi lần có người muốn bàn luận về vụ án đều nhận được rất nhiều sự ngăn cản từ cộng đồng mạng. Vụ án Samejima là chủ đề cấm kỵ, mau xóa bài viết đi, tuyệt đối đừng nhắc nữa. Những bình luận như vậy xuất hiện nườm nượp, như thể mỗi người đều trải qua vụ án rồi ấy, nhưng lại không có ai có thể nói rõ được rốt cuộc nó là gì. Cho nên đến ngày hôm nay, phần lớn cộng đồng mạng đều nghĩ rằng trước giờ vụ án Samejima chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là những tin đồn. Nhưng sự việc đó liệu có thật hay không? Năm 2020 tại Nhật Bản, đạo diễn Nagae Chizō đã cải biên truyền thuyết này thành một bộ phim cùng tên. Bộ phim chính thức bắt đầu. Nana là một nhân viên mới đi làm, mới tốt nghiệp chưa bao lâu. Buổi tiệc rượu họp mặt cấp 3 mỗi năm, từ offline đổi thành online. Bạn học Fumi gọi cho cô hối cô mau online đi, mọi người đã bắt đầu rồi. Nhưng sau cú điện thoại, bên cạnh Nana như bắt đầu xuất hiện cái gì đó rất dị thường. Cô đi vào thang máy, nhưng thang máy cứ mãi không lên tầng trên. Đi ra xem thì không có ai cả. Một lúc sau, thang máy mới trở lại bình thường, nhưng trên đường đi lên lại có một cô gái thấp thoáng xuất hiện. Khi thang máy mở ra, Nana sợ hãi nhìn xung quanh, may là mọi thứ đều bình thường. Nhưng khi cô nhìn về phía sau, lại có bóng dáng của một ai đó đứng bên cạnh. Khi về nhà, Nana bình tĩnh lại, có lẽ do gần đây mệt mỏi quá nên xuất hiện ảo giác. Cô mở laptop ra kết nối cuộc gọi video, cuộc họp bạn học online trên mạng của mọi người đã bắt đầu. Yuki đang khoe với mọi người video trải nghiệm tâm linh mà cậu quay được. Đây là sở thích của cậu ấy, nhưng nội dung hơi chán, chỉ là một căn phòng cũ kỹ bình thường. Nhưng lúc này Nana phát hiện ra, sự đáng sợ thật sự đang bên cạnh mình. Nhưng khi cô quay đầu nhìn thì không thấy gì cả. Lẽ nào lại là ảo giác? Yuki vẫn đang giới thiệu với mọi người về video tâm linh của mình. Video này là do cậu, Jin và Azumi cùng nhau quay. Cuối cùng Azumi đã online rồi. Nhưng ở đầu dây bên kia bạn trai của Azumi đang nói chuyện. Chính là các người, đi với Azumi đi, là do mấy người hại đó. Camera được bật lên, Azumi đang đeo khẩu trang nằm trên giường không động đậy. Nana đột nhiên phát hiện quần áo của Azumi hình như giống hệt với cô gái đã xuất hiện thấp thoáng trước đó. Người đàn ông bỗng kéo khẩu trang của Azumi xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện miệng của cô ấy đã bị may lại, mắt trợn trắng như đã chết rất lâu rồi. Bạn trai của anh ta lớn tiếng hỏi Yuki, rốt cuộc cậu ta đã dắt Azumi đi đến nơi nào, tại sao lời nguyền lại đáng sợ đến thế? Nhưng Yuki còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đã bị một sức mạnh vô hình kéo ra khỏi cửa, video bị gián đoạn tại đó. Mọi người chuẩn bị báo cảnh sát, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, cũng không có mạng. Mọi người bắt đầu ép hỏi Yuki, hôm qua, rốt cuộc mọi người đã đến nơi nào, bạn trai của Azumi nhắc đến lời nguyền là sao? Thì ra, hôm qua, Azumi đã nói mình thấy hồn ma, nhưng Yuki mở hết cửa các phòng ra, lại không phát hiện được gì cả. Cậu ấy kiên quyết cho rằng do Azumi nhát gan quá, đã tự mình dọa mình. Nhưng Rin không chịu được áp lực nữa. Đột nhiên, trong phòng tất cả mọi người đều tối đen, video cũng bị giật lag. Ngoài cửa như có động tĩnh, Nana từ từ đến gần. Thông qua lỗ mắt mèo cô thấy bên ngoài tối đen như mực. Nhưng nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một con mắt đen thôi. Nana nhanh chóng khóa cửa lại. Cô kéo rèm cửa ra xem thử, bên ngoài là một màn đêm thăm thẳm, xung quanh bị bủa vây bởi màn sương kỳ lạ. Đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một dấu tay màu trắng khiến Nana giật mình, sau lưng lại vang lên tiếng kêu cứu đáng sợ của mọi người. Cuối cùng video cũng kết nối bình thường trở lại. Thì ra tình huống của mọi người đều giống nhau, xung quanh đều xuất hiện màn sương kỳ lạ, xem ra chỉ có ở trong phòng mới an toàn. Nhưng khung chat của Jin vẫn chưa trở lại như cũ. Nana hoảng sợ phát hiện, sau lưng Jin xuất hiện một bóng ma tóc dài. Cứ thế Jin cũng biến mất trong phòng chat. Nhưng lúc này sau lưng bọn họ đều xuất hiện một bóng người, vừa xoay đầu lại thì liền biến mất. Bỗng chiếc tủ trong phòng Nana phát ra tiếng sáo. Cô mở tủ ra thì phát hiện cây sáo như đã được ai đó lắp lại. Cô liền nhanh chóng tháo cây sáo ra và cất vào trong hộp. Sự việc đến lúc này, Yuki cũng không thể nào giấu được nữa. Cậu ấy không biết chi tiết cụ thể của vụ án Samejima. Chính xác hơn là không có bất kỳ ai biết rốt cuộc vụ án Samejima là gì. Những người có liên quan đến vụ án đều đã chết cả rồi. Người chết thì không nói chuyện được, nhưng có người trước khi mất tích đã đăng nhật ký điều tra của mình lên mạng. Yuki đã tìm được bài viết đó. Dựa theo nhật ký điều tra, khởi nguồn của vụ án Samejima là tại một căn nhà hoang cũ kỹ, cũng là nơi mà họ đã đến thám hiểm. Trong việc này, Yuki đã nhận hết trách nhiệm về mình, vì cậu đã không nghe lời khuyên của bạn bè, cậu quyết định trở lại căn nhà đó để làm rõ vụ việc này. Nói xong thì ngắt video. Lúc này trong phòng của Jin có người bước vào, thì ra là gì cho thuê nhà. Mọi người như chết đuối vớ được cọc, họ kể rằng mình trúng lời nguyền vụ án Samejima, xin cô ta hãy mau báo cảnh sát. Nhưng bà dì lại không tin, bà nhìn họ với ánh mắt đầy sự nghi ngờ, mà trên bàn lại còn có lon bia, chắc cái đám trẻ này đang nhậu online, uống say rồi nên nói nhăng nói cuội. Bà trực tiếp tắt video luôn, mọi người lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa.
Bỗng Nana phát hiện một vấn đề, nếu chân tướng của vụ án Samejima không có một ai biết hết, thì lời nguyền này nên biến mất từ lâu rồi, tại sao nó lại được xuất hiện nữa? Lẽ nào chỉ cần người bị dính lời nguyền kể chuyện này với người khác thì người đó cũng sẽ bị dính lời nguyền sao? Nghe sao giống bị lây Covid quá vậy? Lúc này Yuki đã kết nối lần nữa, cậu đã đến nơi khởi nguồn của lời nguyền. Cậu lại cảnh báo mọi người tuyệt đối đừng rời khỏi phòng. Yuki biết mình sống không được lâu nữa, cậu quyết định nói hết mọi chuyện cho mọi người. Đã từng có một người tên là Samejima, người đó là một sờ chim mơ nổi tiếng, đồng thời cũng là một tên biến thái. Hắn đã xâm phạm một cô gái, còn ghi hình lại thành băng video, công khai bán trên mạng. Có một đám người trẻ lòng đầy căm phẫn, quyết định thay trời hành đạo. Họ thường xuyên đến nơi mà Samejima thường xuất hiện nhử mồi, rồi cũng có một ngày họ bắt được Samejima. Nhưng thay vì báo cảnh sát, họ đã đưa hắn về căn nhà đó, tra tấn hắn đến chết. Giết hắn để giải tỏa sự căm phẫn, đằng này họ còn ghi hình lại màn tra tấn đó và đăng nó lên mạng. Lúc này người báo thù cũng chẳng khác gì tên sát nhân, mà sau khi Samejima chết, hắn như gieo rắc lời nguyền. Những người thay trời hành đạo đó đều chết một cách quỷ dị. Ngay cả những người xem và những người chia sẻ đoạn băng đều bị ảnh hưởng đến. Đây chính là lý do mà người ta không dám bàn luận về vụ án Samejima. Lúc này, cửa tủ sau lưng Yuki đột nhiên mở ra, còn Yuki thì như đã biết được cái kết của mình. Trước khi chết, Yuki đã gửi nhật ký điều tra của mình vào nhóm, bên trong có 16 tấm hình nhuốm máu. Tấm cuối cùng là một cái cửa bị khóa sắt khóa lại. Mọi người đoán rằng, có lẽ sau khi Samejima chết, oan hồn của hắn đã bị nhốt trong căn phòng này, do Yuki không cẩn thận đã tháo oan hồn của Samejima ra. Nếu như đóng cánh cửa lại như cũ, có lẽ lời nguyền cũng được hóa giải. Nhưng vấn đề là không ai trong số họ có thể ra ngoài được. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại của họ tuy không gọi được nhưng vẫn nhận được. Anh của Nana đã gọi đến, anh ta có việc tìm Nana nên đã đến gõ cửa. Nana vội vàng mở cửa cho anh ta, nhưng cô chỉ nghe tiếng bước chân anh trai bước vào phòng. Trong cuộc gọi, Nana phát hiện anh mình lại đang ở trong phòng, nhưng anh ta không nhìn thấy cô. Hai người như thể đang ở hai không gian khác nhau vậy. Nana vốn không muốn anh mình dính vào việc này, nhưng những người khác lại không còn nhẫn nại được nữa, kêu anh trai đến căn nhà đó đóng cửa lại. Đương nhiên là họ đã không nói ra mình bị mắc phải lời nguyền Samejima. Đột nhiên Nana nghe được, xung quanh vang lên tiếng móng tay cào cửa. Nhưng Gio lại tuyệt vọng khóc lớn, vì thật ra âm thanh đó phát ra từ trong phòng cậu. Gio cầm lấy gậy bóng chày, cậu ta chuẩn bị liều một phen, nhưng cửa tủ lạnh lại tự động mở ra. Cậu lấy hết can đảm lại gần đóng cửa lại. Đột nhiên, một gương mặt xuất hiện sau tủ lạnh, dọa cậu ta ngã ra đất. Gio định nhặt gậy về, lại phát hiện cây gậy đã biến thành một cánh tay người. Hai người tìm được tay nhau, cậu ta cứ thế mà bị người kia dắt đi mất. Bây giờ hy vọng cuối cùng chính là người anh trai, nhưng anh trai đang trên đường đi thì cái bóng người ấy lại đột nhiên xuất hiện giữa đường khiến anh mất lái ngã ra đất. Cũng may là cú ngã không đến mức nghiêm trọng. Anh cũng đã tìm đến được căn nhà đó, tuy bên trong đầy nguy hiểm nhưng vì em gái, anh trai quyết liều. Nhưng mà muốn đóng cửa, có gan thôi vẫn chưa đủ. Trong nhật ký điều tra viết rõ ràng rằng muốn tìm được cánh cửa đó phải đi đến nơi chụp 16 tấm ảnh nhuốm máu đó theo thứ tự. Tổng cộng có 7 căn phòng. Phòng đầu tiên, trên giường có một ít tóc vụn và một cây kéo, trên cửa sổ viết chữ kiêu ngạo. Căn phòng thứ hai là một sợi dây thừng nhuốm máu. Ban đầu Samejima đã bị trói ở đây và bị hành hạ, chỗ này viết chữ lời biếng. Căn phòng thứ ba, trong phòng tắm có một cây búa dính máu, trên kính viết hai chữ dục vọng. Thì ra 7 căn phòng này đại diện cho 7 đại tội của con người. Người anh trai chuẩn bị tiếp tục hành động nhưng đột nhiên cái bóng quỷ xuất hiện ngay sau lưng. Anh ta trốn vào nhà vệ sinh, nơi này viết chữ tham ăn. Nhưng vào lúc này, màn hình của Fumi đột nhiên nhấp nháy không ngừng, xem ra tiếp theo sẽ đến cô ấy. Anh trai tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đến căn phòng thứ 6. Bên trong có một cái tủ, đang phát ra những âm thanh kỳ quái. Anh trai từ từ mở tủ ra, bên trong thế mà lại là Yuki. Yuki! Yuki! Người anh trai tiếp tục bỏ chạy, cuối cùng anh cũng đến được căn phòng cuối cùng. Chỉ cần đóng cửa lại, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng vào giây phút anh ta đóng cửa lại, Fumi cũng ngắt kết nối, không rõ sống chết thế nào. Đáng sợ hơn là, khi anh trai gọi lại lần nữa, anh phát hiện bản thân đã bị nhốt trong phòng từ lúc nào. Xung quanh tối đen như mực. Anh ta ra sức đập cửa, nhưng tiếng đập của đó lại phát ra sau lưng Nana. Nana vội vàng mở cửa, phát hiện người anh đứng đó như trời trồng, còn người trở nên khác thường. Hai người ở hai nơi khác nhau, vậy mà chỉ cách nhau có một cánh cửa. Nhưng vào lúc này, cái bóng quỷ ấy lại xuất hiện lần nữa. Lời nguyền Samejima vẫn bám lấy bọn họ, nó sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Cảnh quay thay đổi. Bà dì cho thuê của Jin đang gọi điện thoại với bạn, bà ấy nói mấy ngày trước phát hiện ra vụ án mất tích tập thể. Kinh dị hơn là, đám người trẻ tuổi này lại ở những nơi khác nhau, bao gồm cả khách trọ của bà, Jin. Bà ta vẫn nhớ trong video, hình như họ nói lời nguyền Samejima gì đó. Bà ấy kể chuyện này cho bạn nghe, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bà dì cúp điện thoại, đi ra ngoài, lời nguyền xem ra vẫn sẽ còn tiếp tục. Được rồi, video hôm nay đến đây là hết. Nếu mọi người thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại!